Hồ Tuyền Lâm được Thủ tướng Chính phủ công nhận là khu du lịch quốc gia vào năm 2017. Đây là khu du lịch quốc gia đầu tiên của cả nước, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 5 km về phía nam, có tổng diện tích gần 3.000 hecta. Bên cạnh các sản phẩm du lịch cao cấp thì nơi đây vẫn còn nhếch nhác bởi các công trình phá vỡ cảnh quan, hoạt động du lịch tự phát. Như tại khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Hoàng Gia, công ty cổ phần đầu tư Lý Khương làm chủ đầu tư. Các công trình được dựng ngay khu vực thuộc khu vực bảo vệ 1, di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Hồ Tuyền Lâm. Cách đó không xa, cụm công trình xây dựng sai phép đang được gấp rút hoàn thiện thuộc dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và sinh thái toàn cầu. Tại đây, sườn đồi bị đào xới, dựng những căn nhà gỗ, san sát tạm bợ ngay sát đường Hoa Hoàng Anh, khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Còn tại dự án Kỳ quan Thế giới và nghỉ dưỡng cao cấp, công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình Haco làm chủ đầu tư. Dù đã triển khai xong phần thô các căn biệt thự và hoàn thiện đường giao thông, nhưng dự án này đã ngưng thi công từ gần 10 năm nay. Nơi đây trở thành những căn nhà hoang ngay cạnh đường Hoa Phượng Tím. Ngoài ra, quanh hồ Tuyền Lâm hiện còn xuất hiện một số hàng quán ngay hành lang thoát nước của hồ. Những công trình sai phạm xảy ra từ nhiều năm trước vẫn chưa được xử lý dứt điểm, hay hoạt động bán hàng rong nhộn nhịp ngay trên mặt đập nước hồ Tuyền Lâm gây cản trở các phương tiện lưu thông. Sau khi đóng đèo Brent, đường đi qua hồ Tuyền Lâm là một trong hai hướng chính để người dân và du khách di chuyển ra vào thành phố Đà Lạt.